Vào ngày 8 tháng 6, chị Jena Corner, người Đức, một chuyên gia thuộc Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế Siat, khu vực châu Á, bị kẻ gian là người lái xe ôm ăn cắp tài sản gồm máy tính sách tay, điện thoại, ví tiền và nhiều giấy tờ liên quan. Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn, như việc chị Jena không nhớ được mặt của kẻ gian cũng như biển số xe do di chuyển vào buổi tối, đối tượng lại mặc áo khoác. Tuy nhiên, đội cảnh sát hình sự công an quận Bắc Từ Liêm đã vào cuộc và nhanh chóng lấy lại được tài sản bị đánh cắp. Trong bức thư cảm ơn của trung tâm gửi các chiến sĩ đội cảnh sát hình sự công an quận Bắc Từ Liêm có đoạn viết. Chúng tôi bày tỏ lòng cảm kích và chân thành cảm ơn đội cảnh sát hình sự công an quận Bắc Từ Liêm. Việc làm này giúp nâng cao sự tin tưởng không chỉ của người dân Việt Nam mà cả người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đối với lực lượng công an nhân dân.